Thấy cây cỏ dại thấy có thơ dễ thương quá nha. Cái bông của nó nhìn cưng thấy sợ thật chứ. Cây này là mấy cây kiểu cây dại á, cỏ dại mà ra bông vậy nè. Màu sắc thì thôi, nó đẹp còn hơn là mấy cái lan đột biến nữa nè. Cực kỳ đã luôn. Bữa nay vô tình đi ngang đường á, thấy cái anh này anh chơi mấy cái cây, anh trồng mấy cây kẽn đồ qua giấy đồ. Thế là mình thấy phát hiện ra có một cây sứ rất là độc lạ luôn nha cả nhà. Cây sứ với lá đỏ. Cái này nói chung cây sứ này cái là bộ lá của nó là coi như từ nào mình mới nhìn thấy luôn á, lá nó đỏ chét à. Để chút nữa mình sẽ quay sau cho cả nhà mình xem nha. Chơi rất là nhiều cây, toàn là mấy cây giấy đâu không à. Giấy. Để đằng đây cây sứ độc biến lá đỏ nè, để mình quay cho mọi người xem nha. Cái này cũng thuộc dạng hiếm nha. Cây hoa giấy ghép 4-5 màu. Đây là cả nhà. Thấy đã không nè. Cái lá đỏ luôn. Này nãy mình có hỏi ảnh là nói ra cái bông màu đỏ y dày luôn nè. Màu đỏ y như cái lá của nó luôn nè. Để quay từ xa cho các bạn thấy nè. Phần trên cái lá của nó nè. Lá nè. Đỏ chét à. Đột biến lá đỏ nha, chứ không phải là nó bị sâu gì đâu. Phần thân cũ của nó nè. Đã. Cây này cũng già lắm à. Được cái là nó tàn nhánh của nó nha. Nhìn phê lắm không? Một rừng nhánh luôn. Để mình qua cái mặt bên đây mình quay cho mình xem cái bộ lá của nó đây. Đó, nè. Cái lá nó đỏ đỏ nâu nâu vậy nè. Toàn bộ hết luôn, đỏ nâu hết luôn. Nhìn hấp dẫn á. Cực kỳ phê luôn. Đó, bộ gốc của nó nè. Phê ớn à. Thấy mấy cây dại, cỏ dại này sao của ông nó đẹp. Cũng đủ màu hết luôn ha. Rồi bữa nay quay cây sứ lá đỏ cho cả nhà mình ngắm chung cho vui nha. Rất là cảm ơn quý anh chị mình đã xem nha.